nguội phê luôn. Phê à? Ngon cái là chắc là quất luôn. Giá đấy chẳng bị quất nhiều mà. Anh về anh luôn luôn cân đối với giá kỹ thuật mà anh có bán cho thợ bao giờ? À bán cho khách bao giờ? Anh chỉ bán cho giá kỹ thuật. Nhanh. Bán cho nhà. Chị em mới thật sự bán cho ấy. Bán cho kiểu bán cho người dùng nó vất vả. Vất vả. Không phải anh không có thời gian ngồi quảng cáo rồi ngồi đi mua hàng gì cả. Chắc là lao kính. Mình lao vừa giấy ướt đi, đang còn bóng. Giống nhau rồi. Lâu cái dàn quang nó hơi bị có khi là về nó để lâu nó dưới đây này. Mình mở cái này ra lâu ở mặt dưới. Mặt dưới dài. Mặt kính. Mặt kính này này. Kính bóng dưới này.